Xin chào các bạn trở lại kênh YouTube điện năng lượng mặt trời của mình nha. Hôm nay bị cúp điện rồi bạn. Hôm nay sáng chủ nhật mà cúp điện rồi. Nhờ cúp điện mình mới kiểm tra được cái pin Mỹ nữa các bạn. Cái đường pin Mỹ là đường này nè. Lỗi rồi. Nó có 0,1 ampe. Áp thì vẫn đủ nhưng mà cái dòng là không phải mấy ampe, chắc là dàn pin nó bị hư nữa rồi đó. Chắc là bị tự sự cố mà bị chập PV của cái con Saco này đợt trước nè. Hôm nay mình phát hiện ra là bị điện áp thì vẫn đủ nhưng mà cái dòng điện không đủ. Giờ mình hiện tại mình đang xài cái pin 1200W nè, cái pin Solar 6200W. Kích cho con Saco chạy ha. Còn cái đây đó là cho nó tắt rồi, mình không dám cho chạy chung ha. Rồi sẵn đây mình review cho các bạn cái tưới rau tự động của mình ha. Là cái đường quy 24V nè. Mình đưa qua cái thamer mà lúc trước mình làm cái thamer chuyển qua điện DC đó. Thì cái này là 24V nè. Mình gắn cái relay 24V thì chạy 24V. Đây là đường cộng trừ vô nè, đường cộng trừ ra nè. Cộng trừ ra này mình đưa qua cái motor bơm nén ha. Đây, đường hút là cái bình nước ha. Thì thường ngày mình có thể mình pha phân bón hay là cái hữu cơ gì đó vô đây nè để nó tưới rau luôn. Bên ắc quy hình như không có đủ điện để sạc ắc quy rồi. Battery còn 23V nè. Nó xả bớt nữa nè, vậy là tải tăng rồi. Tải nhà đang bao nhiêu? 303W. Giờ này 8 giờ sáng nha các bạn. 8 giờ sáng nắng còn yếu. Nắng còn yếu nó không có đủ điện sạc nó phải lấy ắc quy ra xài bớt nữa nè. Lấy ắc quy ra nó bù. PV có 200 mấy W nè. Tải tới 300. Rồi thôi kệ đi. Rồi. Mình chỉnh cho nó on cái đi ha. Đó, nó motor chạy nè. Motor chạy cái cái dàn rau. Dàn rau được phun rồi đó. Đây. Đây là cải xanh ăn non nè các bạn. Còn cái này là rau mầm. Rau mầm lên tới đó chắc thu hoạch được rồi đó. Rau mầm để dưới à. Trên là này cải ngọt. Rau của học sinh thí nghiệm à. Học sinh làm bài tập trồng cây ở trong trường, cô giáo kêu làm đó, làm nguyên khay quay phim. Này hành. Đấy. Mình cũng có thử đang làm cái ATS tự động bằng hai cái khởi động từ nữa các bạn. Nhưng mà khi mà nó chuyển qua, khi mà ví dụ như con Saco này nó chuyển qua nó chạy á, là ở cái thời điểm mà nó chuyển qua, thời điểm bắt đầu nó chuyển qua, hai con này nó nhảy liên tục, nó dập liên tục, hai ba cái nó mới bắt đầu ổn định. Cho nên là cái này có thể là mình phải mua thêm một cái gọi là cái thiết bị đây nè, là nó chờ điện ổn định rồi nó mới bật cho hai này chạy, chứ không thôi là nó cứ nhảy liên tục. Trước khi nó chuyển nó nhảy liên tục hai ba cái gì nè nó mới chuyển qua. Tấm pin Mỹ nó bị cháy đường mạch nữa bạn. Đây nè. Nè. Con đường nó bị cháy nè.
đo áp thì vẫn đủ nhưng mà dòng dòng điện nó sẽ không đủ ha. Đây nè, có một đường một à, nguyên một đường gì là nó cái nào nó cũng bị chứ nè. Hai miếng à, miếng này bị không? Ồ, miếng này không thấy bị. Miếng này không bị, miếng này bị nè, nè miếng này cháy nè, nè cháy trong ruột á, đây nữa nè, đây miếng này bị luôn. Rồi vậy là có hai miếng không thấy cháy, để mình test riêng hai miếng đó xem nó có nó còn xài được không nha các bạn. Đây mình lấy con Elojoy thử ha. Nè 38V5 nè. Để mình chỉnh cái điện áp ra 24V nữa. Rồi 24V, ok. Rồi mình thử bật bóng đèn này ha. Bật CB lên coi. À, như là miếng này không hư bạn. 1.2A nè. Nó sục áp còn 30V8 là được nè. Vậy là miếng này không hư. Rồi tới miếng thứ hai. Đây, miếng thứ hai cũng xuất được 38V5 ha. Vậy bật đèn lên nè. Được luôn nè. Cũng 1.2A nè. Vậy là có được hai miếng không hư. Giờ mình test tới miếng hư cho các bạn xem nha. Đây, tấm pin bị hư nữa các bạn. Không lên áp luôn. Tấm này nè, có đường mạch nó chảy nè. Như vậy thì các bạn nào mà có dự định mà đầu tư pin Mỹ để xài thì nên cân nhắc kỹ lại ha các bạn. Pin ít solar bên đây. Cái hệ thống của mình mà sử dụng ổn định á thì bên Mỹ có thể sử dụng được nha các bạn, nhưng mà khi mà cái MPPT của mình nó không ổn thì có thể bên Mỹ này nó có sự cố ngắn mạch nó gì đó, như chập PV đồ của cái Saco của mình á, là có thể là cái pin công nghệ thin film này nè nó bị cháy mạch nha các bạn, nó bị đoán mạch là nó hư á. Cho nên bạn nào muốn đầu tư pin Mỹ thì nên cân nhắc nha các bạn. Giá thành nó rẻ hơn cái thằng kia. Rồi, chúc các bạn có sự lựa chọn đúng đắn ha. Dàn pin của mình đi nữa rồi đó. 2, 4, 6, 7, 8, 7 tấm, giờ còn có 2 tấm à. 5 tấm này chắc là mặt bàn quá. Này cái kính cường lực nó cũng cứng lắm. Để coi làm mặt bàn được không, làm mặt bàn trà uống trà chơi. Rồi giờ mình tận dụng hai tấm còn lại nè, mình sẽ đấu song song lại, mình lắp cái con Elojoy này nè. Mình sẽ cho nó sạc ắc quy nè, nó chớp chớp nữa bạn đó. Rồi bạn nào có định sử dụng bên Mỹ thì cân nhắc nha các bạn. Như kiểu này thua rồi.